vị khán giả thân mến, nhìn lại tuần trước, chúng ta đã thấy được kỹ năng và sở trường của các tài năng bóng đá nhí của chương trình Cầu Thủ Nhí 2021. Những bài tập không quá khó nhưng cũng không dễ dàng gì để chinh phục sự khó tính của huấn luyện viên Minh Phương. Hy vọng rằng các cầu thủ nhí của chúng ta sẽ nhanh chóng làm quen và trở thành một trong ba cầu thủ xuất sắc nhất chương trình Cầu Thủ Nhí. Đã một tuần trôi qua, Sam rất vui được cùng quý vị khán giả gặp lại top 15 cầu thủ nhí xuất sắc 2021. Ở tuần trước, các bài tập của huấn luyện viên Minh Phương đã giúp cho thể lực và kỷ luật của các bé tiến bộ hơn rất nhiều. Trong tuần này, không biết những bài tập nào, những trò chơi nào sẽ trở thành thử thách dành cho các bé của chúng ta. Hãy cùng Sam gặp gỡ các cầu thủ nhí xuất sắc 2021 nhé. Rồi, thầy chào các con. Rồi. À, thầy sẽ hướng dẫn cho các con ngày hôm nay một bài tập nhẹ nhàng, giống như một bài khởi động, vừa phối hợp vận động và vừa kết hợp với bóng. Ok không? Bắt đầu các con thấy ba cái con hồng ở trong không? Là ba đội hoặc là ba nhóm. Rồi các con đứng về sau đó, ba nhóm. Mới sáng sớm dường như các cầu thủ nhí của chúng ta vẫn chưa được tập trung cho lắm. Thầy hướng dẫn chỉ một lần và nhớ để ý cái bạn đi đằng trước xem như thế nào. Một vậy thôi, đơn giản đúng không? Sau đó chúng ta lên lấy quả bóng, chúng ta lừa cái chỗ này nè, chúng ta lừa với vòng số 8. Vòng số 8 đây. Đây đúng chưa? Về đây ta để cho bóng lại đây, rồi chạy về chạm tay bạn mình, bạn mình được đi được chưa? Ở đây đầu tiên chúng ta cũng di chuyển ngang thôi, nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng được chưa? Tới đây chúng ta cũng dẫn bóng như vậy, chúng ta dẫn bóng cũng là vòng số 8, nhưng mà cái này nó thành chiều ngang đúng chưa? Để bóng đây, chạy về động tay bạn mình được chưa? Hai lần tới và hai lần lui, và ở đây đơn giản thôi, một chân ở ngoài, một chân ở trong, chân ở ngoài, một chân ở trong được chưa? Một lần. Các bạn nhỏ ơi, tập trung chút nào. Đổi lại, bên trái. Được chưa? Nhẹ nhàng. Sao mình lấy bóng mình cũng lừa như vậy, đúng không? Hiểu chưa con? Đúng rồi, nhẹ nhàng đó con. Đúng rồi, cái tay kết hợp với tay. Thiên Quý, Tấn Nam, Hoàng Thiên, nhanh hơn xíu nào. Đúng rồi, giỏi, rất giỏi, ok. Không sao, đi con, đi con, đi. Đi, tiếp tục. Không có vấn đề gì, khéo léo lên. Rồi, về. Ái chà, Hoàng Thiện điều khiển bánh trên chân khéo léo ghê ta. Chạm tay bạn mình. Vừa chạm tay vừa thông tin lên cho bạn mình. Mình la lên. Ê! Nhanh hơn nữa, Xuân Trương ơi, đội mình đang bị dẫn trước đây. Vừa chạm tay vừa la lên. Đúng rồi, la lên. Ê! Đúng rồi. Kết hợp với tay không? Kết hợp với tay nữa. Đúng rồi. Kết hợp với tay nha. Mắt mình quan sát cái chỗ này, lưng mình thẳng nè. Dường như vị trí thủ môn khiến cho Huy Hoàng không nhanh bằng các bạn của mình. Cố gắng lên nào Hoàng ơi. Rất dễ. Không sao con, làm lại. Quay về, chạy về. Chạy về. Ok. Vừa chạm tay mà vừa hô bạn mình. Huấn luyện viên Minh Phương đang cho các cầu thủ nhí tập luyện cách dẫn bóng qua các mắc cơ. Bài tập hôm nay sẽ nghiêng về phần chân là chính. Đúng rồi. Chạm tay mới hô. Chạm tay mới hô. Ok. Thẳng cái lưng lên, ngước mặt lên, đúng rồi. Đào Duy Tiến, nhanh hơn nào. Hai chân không? Hai chân qua, hai chân lại, đúng không? Không để ý. Đúng rồi. Chậm thôi con, không cần phải nhanh. Ngước mặt lên. Sau phần tập luyện kỹ thuật ngày hôm nay, các cầu thủ nhí của chúng ta sẽ tham gia một trò chơi hấp dẫn cùng với các đội trưởng của mình. Mời quý vị và các bạn hãy tiếp tục theo dõi hành trình của các cầu thủ nhí nha. Rồi, nhanh. Lotte,
hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Chào mừng quý vị khán giả quay trở lại với chương trình Cầu Thủ Nhí 2021. Thưa quý vị, và đây là trò chơi vận động dành cho cả ba đội. Trò chơi của chúng ta có tên gọi là đi tìm con số. Sẽ là sự tham gia lần lượt của mỗi đội. Mỗi đội gồm 6 thành viên, bao gồm cả đội trưởng. Chúng ta sẽ xuất phát điểm từ chiếc bảng này và lần lượt vượt qua các chướng ngại vật, xuống chiếc hồ có đựng rất nhiều quả bóng ở dưới kia. Và ở trong đó thì Sam sẽ có 9 vòng tròn được đánh ô số từ 1 đến 9. Nếu mà chúng ta bắt được một vòng tròn nào được đánh số thì hãy nhanh chóng vượt qua các chướng ngại vật, quay trở về với chiếc bảng và đặt vào đúng ô số ở trên chiếc bảng này. Nếu như đội nào hoàn thành xong một hàng ngang trước thì sẽ dừng thời gian và kết thúc trò chơi này. Nếu như đội nào có thời gian hoàn thành thử thách ngắn nhất thì sẽ là đội chiến thắng. Ngày hôm nay á, nếu như mà đội nào giành chiến thắng thì ngoài phần thưởng, phần quà của chương trình dành cho tụi con thì đội chiến thắng còn giành được một đặc quyền ưu tiên của chương trình, đó chính là hoán đổi cầu thủ nhí. Các bạn có quyền chọn bất kỳ cầu thủ nhí nào của đội đối thủ và hoán đổi với một thành viên trong đội của mình. Ở tuần trước thì đội ST đang dẫn trước là đội về đầu. Do đó, trong phần trò chơi vận động này, đội ST sẽ thi trước. Và bạn có quyền chọn lại một trong hai đội này, đội nào thi sau đội bạn và đội nào thi cuối cùng. Vậy thì thôi, số trời đã định, theo thứ tự đi, 1, 2, 3. Xanh lá, xanh dương và cam. Xin mời đội của đội trưởng ST vào vị trí. Cố lên tụi con ơi. Thời gian dành cho đội ST bắt đầu. Wow, chú ST lao nhanh như một cơn gió. Cố lên, cố vũ lên, cố vũ lên, các con, cố vũ lên, cố vũ lên. Cố lên, cố lên, cố lên. Số mấy hả, số mấy hả? Rồi, rồi, nhớ vượt qua các chướng ngại vật nha. Rồi, người thứ hai kế tiếp. Cố lên. Cố vũ đội mình, cố vũ đội mình. Thủ môn Văn Tiến, cố lên nào. Tìm nào, tìm nào. Bất kỳ số nào, bất kỳ số nào cũng được. Bất kỳ số nào cũng được. Số mấy con? Số 6 vô. Rồi, lên rồi, đi. Tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục. Trời ơi, nhỏ chạy thăng thắt luôn. Rồi con ơi, nào. Ủng hộ đội mình, Quý. Ở dưới, ở dưới, Quý, ở dưới. Ở dưới. Sâu lên, thấp xuống dưới. Sâu lên. Rồi, số mấy? Chui vô luôn con, chui vô luôn, chui vô luôn. Đúng rồi, chui vô luôn. Ở dưới đây luôn. Ở dưới đây. Có số không? Cố lên, cố lên. Cố lên, cố lên con ơi. Yeah. Chưa có luôn hả? Thấp xuống dưới thiệt. Xuống dưới luôn. Ở dưới đây luôn. Rồi, còn cái tay xuống đây á. Rồi, sâu vô đào sâu lưng con ơi. Chưa có số nào luôn hả? Ở dưới đây, thò cái tay xuống. Ở dưới đây. Nhớ xem kỹ. Dường như may mắn đã không đến với Hoàng Thiện rồi. Bạn bị mất khá nhiều thời gian trong việc tìm chiếc vòng có số. Cần phải nhanh hơn nữa Thiện ơi. Chú xuống dưới, xuống dưới luôn, xuống dưới luôn. Có chưa con? Con nhớ coi kỹ nha. Ở dưới đây Thiện. Con thò cái tay xuống dưới. Con thò cái tay xuống dưới, con coi kỹ coi. Xuống dưới nữa, thò cái tay xuống dưới luôn, xuống dưới luôn. Rồi, bò lên. Từ từ, nó sẽ có rất nhiều cái vòng ở dưới. Thằng bé nhỏ xíu như đang đi tắm bồ quá trời. Bơi banh ra em. Bơi lên luôn. Bơi banh đi, bơi banh đi. Bơi banh ra. Rồi, tiếp theo là cầu thủ nhí Thiên Quý. Hy vọng cậu bé sẽ tìm được chiếc vòng có ghi số trong thời gian ngắn nhất. Xong thử thách với thời gian là 2 phút 37 giây. Chúc mừng các bạn.
Thưa quý vị, và bây giờ sẽ là phần vượt qua thử thách của đội màu xanh dương của đội trưởng Mâu Thủy. Sẵn sàng vào vị trí. Thời gian dành cho đội màu xanh dương vượt qua thử thách bắt đầu. Yeah, trời ơi. Trời ơi. Chú vô luôn. Chú vô luôn. Mời vô luôn. Cái này là cũng hên xui đó. Có lên. Có lên. Có chưa? Có nhìn kỹ cái vòng có không? Xuống bên dưới. Có nhìn kỹ cái vòng có không? Nhìn. Rồi mò xuống đi. Nhìn xuống bên dưới. Ở trên này nè. Không có số, coi chừng không có số, cẩn thận lên con. Từ từ. Rồi. Số 7, số 7. Số 7, nhanh lên, nhanh lên. Ở bên ngoài. Ở bên ngoài, số 7, ở bên ngoài. Bên ngoài luôn. Bên ngoài. Nhìn bên ngoài kia kìa. Thử thách thời gian của chúng ta là 2 phút 30 giây. Thưa quý vị, và với phần vượt qua thử thách của đội màu xanh lá cây và đội màu xanh dương dường như là cũng ngang tài ngang sức với nhau, không biết là đội màu cam của chúng ta sẽ có thành tích như thế nào và cuối cùng đội nào sẽ giành chiến thắng trong ngày hôm nay đây. Chúng ta hãy cùng chờ đợi đội cam vượt qua thử thách của chương trình nha. Đội cam sẵn sàng chưa nào? Dạ rồi. Thời gian dành cho đội cam vượt qua thử thách bắt đầu. Rồi cố lên, cố lên anh ơi. Nhanh lên, cố lên. Nhanh lên, nhanh lên nữa, nhanh lên nữa. Số 6. Tiếp tục nào, con chạy đi. Gãy lên con, gãy lên con, gãy lên con. Số 6 rồi. Nhìn kỹ cái dòng. Mình đã có số 6 rồi con ơi. Cố lên, cố lên. Nhanh lên, nhanh lên. Số 4, số 5 nha. Số 4, số 5, số 4, số 4, số 5, số 4, số 5. Đây, nhanh lên. Cố lên. Cố lên, cố lên. Rồi. Rồi đi lên. Số 4, số 5. Số 1, số 2 cũng được. Dạ, số 5 cũng được hết á. Số 2 nè. Cố lên. Ok, tốt. Số 7, số 7. Số 4 nào. Số 4, số 4, số 4 nha. Kiểu số 4 á. Ủng hộ đi, số 4. Nè, qua đây nè. Thưa quý vị, như vậy là với phần vượt qua thử thách vô cùng xuất sắc và kỳ tích đã xảy ra khi đội màu cam của đội trưởng Ali Hoàng Dương đã hoàn thành thử thách trong 1 phút 07 giây. Phép màu đã đến. Thưa quý vị, như vậy là đội của đội trưởng Ali Hoàng Dương đã nhận được 1 phần quà của chương trình. Ngoài ra thì còn nhận được thêm 1 quyền ưu tiên, đó chính là hoán đổi cầu thủ nhí. Xin chúc mừng đội màu cam. Chưa có vui không? Vui chưa? Thì anh em tìm lâu nhất à? Thiểm. Dạ. Em tìm mãi không biết được luôn. Mãi luôn. Lâu. Tìm mãi cái gì nè? Món ai bốc lên. May nó bốc lên.
lên đôi dục đôi đôi mẹ đôi cam đi cuối lên đôi cam thì thắng á. Đôi cam có lợi thế là nhìn mấy đội đằng trước chơi xong rồi nhìn chị đi theo thế. Mấy cái đấy nó lộn hết lên rồi đâu. Rồi anh đi cuối anh xong rồi anh là nhanh nhất luôn ấy. Ở xanh này chơi mất hết bóng nha luôn. Hôm nay chơi xong rồi nè. Hôm nay chơi mới vui. Nè đội này chơi gì anh ký họ hất lên cho tiền. Chơi kỳ vãi. Đội chú ST á, tự nhiên ra bóng rồi xong rồi hất lên. Ai kêu bóng vô thì giống như mấy em có đầu hàng nữa. Ngày hôm qua chúng ta đã nhận về hai lần thua cuộc với lại hai đội xanh lá cây và xanh nước biển, nhưng ngày hôm nay đã giành chiến thắng ở phần chơi game, cho nên là hiện tại chúng ta sẽ có một cái quyền rất là có lợi cho đội của chúng ta, đó chính là hoán đổi. Và chú rất là mong muốn ngày hôm nay chú sẽ không là người đưa ra cái quyết định này, mà chú hãy để cho tụi con là những người vote và tìm những cái cầu thủ về đội của mình và đổi một cầu thủ từ đội mình qua đội khác. Đó là quyền của tụi con. Ok, tụi con có thể bàn với nhau. Vote này, vô đây. Đây. Nam hả? Xuân chương hậu vệ tốt. Thẳng Nam. Không biết đội cam sẽ chọn bạn cầu thủ nhí nào về đội của mình đây? Chúng ta hãy cùng chờ xem nhé. Đâu ra, đâu đi. Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình Cầu Thủ Nhí 2021. Và bây giờ sẽ là trận đấu vòng tròn giữa ba đội của chúng ta. Nhưng đầu tiên chúng ta sẽ cùng đến với một sự hoán đổi giữa hai đội. Và sự quyết định sẽ nằm ở đội trưởng Ali Hoàng Dương. Bởi vì ở phần trước thì đội của đội trưởng Ali Hoàng Dương đã chiến thắng ở trong trò chơi vận động, do đó giành được một quyền hoán đổi cầu thủ nhí. Bây giờ thì Sam xin được phép hỏi đội trưởng Ali Hoàng Dương đã lựa chọn thành viên nào của đội mình sẽ hoán đổi với thành viên nào của đội bạn? Xin chào tất cả quý vị ạ. Em xin chào huấn luyện viên, em xin chào MC Sam. Bây giờ Ali đi đâu là nó sợ. Với những cái sự suy nghĩ mà từ nãy đến giờ của em thì hiện tại em cũng đã đưa ra rất là nhiều quyết định. Quan trọng quá. Và những bạn sau đây khi em đọc tên sẽ bước lên phía trước. Bạn đầu tiên, Võ Hoàng Thiên Quý. Duy Tiến. Bạn thứ ba, Tấn Nam. Bạn thứ tư, Xuân Trường. Trời ơi, căng thẳng quá hả? Với quyết định này thì thật ra đối với lại chú á, vì sao chú đưa ra quyết định này? Bởi vì 15 bạn đều là những cái tên rất là sáng giá trong cầu thủ nhí, nên là hiện tại tụi con mới có mặt ở đây. Và với cái sự hoán đổi này cũng là một cái sự mong muốn từ chú hoặc là từ tất cả chương trình để có thể những cái đội hình thật là tốt để có thể thi đấu với nhau một cách công bằng nhất. Thành viên đội của chú mà chú sẽ hoán đổi đó chính là Thế Phong. Thế Phong, mời con bước lên đây. Bước lên đây với chú. Và chú sẽ bắt đầu bắt một bạn khác từ đội của xanh nước biển. Okay. Và người mà Ali chọn về đội cam của Ali đó chính là hồi hộp quá Ali ơi. Xong chưa? Sorry con, nhưng mà đây là quyết định rất là cần thiết. Thưa quý vị, như vậy là đội của đội trưởng Ali Hoàng Dương đã có sự lựa chọn cho mình. Thật sự là vô cùng bất ngờ với sự lựa chọn này của Ali Hoàng Dương. Không biết rằng sự lựa chọn này có đúng đắn hay không, thì chúng ta hãy cùng chờ đợi trận đấu tiếp theo của các cầu thủ nhí 2021 nhé. Nhưng mà đầu tiên, Sam xin mời đại diện của cả ba đội lên để có thể bốc thăm quyết định thứ tự trận đấu của mình. Đội nào bốc được số 3 sẽ là đội may mắn hơn. Bốc đi con, bốc chưa? Đại diện của đội Ali. Rồi. Xin mời các bạn. Rồi đem về đợi con. Rồi, về đây.
Bây giờ Sam sẽ mở lá thăm từ đội của màu xanh lá. Đội trưởng ST, xin mời. Số 1. Yes. Số 1. Yeah. Mình thi đấu không? Đội trưởng. Số 1. Tiếp tục mỉm cười với đội màu cam của đội trưởng Ali Hoàng Dương khi liên tiếp thắng ở trò chơi vận động và bốc được số 3 ở trong trận đấu vòng loại này. Thì hy vọng rằng là may mắn này của chúng ta sẽ giữ được cho đến cuối chương trình nha. Cố lên nha đội màu cam ơi. Còn bây giờ thì xin mời đội số 1 và đội số 2 vào vị trí chuẩn bị cho trận đấu. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu đầu tiên của ngày hôm nay giữa đội màu xanh lá cây của đội trưởng ST và đội màu xanh dương của đội trưởng Mâu Thủy. Chúng ta hãy nhớ là nếu đội nào giành chiến thắng trong các trận đấu ngày hôm nay thì sẽ nhận được 3 điểm cho mỗi thành viên. Đội nào về nhì mỗi thành viên sẽ nhận được 1 điểm. Đội về thứ 3 sẽ không nhận được bất kỳ điểm nào thêm. Do đó các con phải cố gắng hết sức để có thể mang về chiến thắng cho đội mình nha. Còn bây giờ thì trận đấu của chúng ta xin được phép bắt đầu. Cố lên. Đúng rồi, giỏi lắm Phú. Đúng rồi, đúng rồi. Chạy lên trên đây thiệt. Hay lắm con. Bên này. Đúng rồi. Thiệt lên đây. Phong, lên không Phong. Thiệt chạy lên. Phong, lên Phong. Cản lại, cản lại. Cản lại, cản lại. Ê. Đúng rồi, Phú. Trời. Tí ơi, tí, con tập trung bên này thôi, đừng có đi qua bên kia. Canh người, canh người. Rồi, lấy bên. Đúng rồi Phong, giỏi quá, Phong giỏi quá nè. Rồi, chạy lên. Rồi, con chạy lên trên đây luôn tí, lên trên đây luôn. Cú sút xa rất căng của Duy Tiến đã không làm khó được thủ môn Phú Quý. Hoàng Ngọc. Ba vô. Yeah. Quý ơi, Quý ơi, Quý ơi, Quý ơi. Chạy lên trên. Ơi. Áo kìa cho tí nè, tí vào đây qua đây. Ủa bị gì vậy? Tấn Nam và Hoàng Thiện đã xảy ra va chạm khi tranh chấp bóng. Không sao, không sao. Các bạn nhỏ ơi, cẩn thận chút nhá. Chấn thương là mệt lắm ạ. Không sao, không sao. Tụi con cứ đứng lên, tụi con đứng lên. Không có vấn đề gì. Không. Bóng bóng mình sạch rồi. Bóng mình con. Nào, vô tiếp. Tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục. Tiếp tục, tiếp tục mọi người. Trời ơi. Đá cái gì vậy? Chạy lên, chạy lên. Xuống làm gì nữa? Có ai trên đó đâu mà xuống. Vẫn là Duy Tiến với cú sút cực xa, bóng đi căng nhưng không làm khó được thủ môn Phú Quý. Thủ môn Quý hôm nay xuất sắc quá Quý ơi. Đội xanh ở đây lôi ra con, lôi ra con, lôi ra. Trời ơi, tiếc quá. Ôi. Ôi. Chúng ta đã lung lưu luôn. Rồi, mời con. Vậy là với kết quả không đều, đội xanh lá và đội xanh dương sẽ đá luân lưu để định ra kết quả chung cuộc.
Phong nè. Cơ hội. Ok. Con đá không vào là đội thua. Thưa quý vị, vậy là chiến thắng cuối cùng đã thuộc về đội Xanh Dương. Xin chúc mừng đội Xanh Dương của đội trưởng Mẫu Thủy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu thứ hai giữa đội của đội trưởng ST và đội của đội trưởng Ali Hoàng Dương. Và trận đấu của chúng ta xin được phép bắt đầu. Đúng rồi. Đã ok, đúng rồi. Phòng thủ, phòng thủ, phòng thủ. Hoàng tập trung. Phòng thủ, phòng thủ. Tiếp tục. Đã lên. Tiếp tục. Tấn công đi. Quẩy lên. Bên này. Bên mình luôn, bên xanh luôn. Bên xanh. Về vị trí, về vị trí. Bên kia kìa, bên kia. Về, về. Lên luôn. Ace. Đá lên. Về, 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 về. 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 What? Chuyền về không? Không có bên tay không dẫn tiếp, có hàng rào, hàng rào, hàng rào. Yeah! Bắt chơi đá. Cảnh cáo không được vô sân nha. Vâng, thưa quý vị, đội trưởng ST Sơn Thạch đã bị phạt một thẻ vàng vì đã vào sân khi trận đấu đang diễn ra mà chưa có sự đồng ý của trọng tài. Đội trưởng ST phải lưu ý vấn đề này đấy nhá. Đội trưởng ST mà tự tin bao nhiêu phần trăm về chiến thắng ở trong trận này của đội mình? ST tự tin khoảng 50% thôi, bởi vì đội cam đang có một rất là nhiều thành viên sân giá. Đừng đá sao quá con. Đưa bóng vào cô. Nhưng mà hiện tại thì đội của ST có được một bàn thắng rồi, cho nên là tự tin được hơn 75%. Hoàng ơi, tập trung. Nào. Trời ơi. Giữ sức nha Tiến ơi, Tí ơi.
phòng thủ thôi. Đá lưng, đá lưng. No. Tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục. Không sao, không sao. Quay lại Hoàng, quay lại Hoàng. Lui ra nữa. Vô đây. Không đẩy bạn nha, đẩy là phạt nha con. Huấn luyện viên Minh Tường đã thổi còi kết thúc trận đấu và chiến thắng đã thuộc về đội xanh lá với tỷ số 2-0. Xin chúc mừng. Thưa quý vị, như vậy là với kết quả của trận đấu vừa rồi cũng đã quyết định chiến thắng chung cuộc ngày hôm nay. Do ở trận đấu đầu tiên thì đội của đội trưởng Mâu Thủy đã chiến thắng đội của đội trưởng ST, và ở trận đấu thứ hai thì đội của đội trưởng ST đã chiến thắng đội của đội trưởng Ali Hoàng Dương. Và với luật thi đấu vòng tròn loại trực tiếp thì điều này cũng đã quyết định đội của đội trưởng Mâu Thủy là đội chiến thắng chung cuộc ngày hôm nay. Và hôm nay thì Minh Phương cũng nhận xét cả ba đội, rõ ràng thì các con thi đấu rất là tích cực, nghiêng về sự máu lửa nhiều quá, cố gắng làm sao phải đúng luật. Lần sau những trận đấu tới thầy sẽ bắt trọng tài, thầy sẽ gắt hơn, có thể thầy sẽ đuổi ra sân đó nha. Các con nhớ chú ý, mình thi đấu quyết liệt máu lửa nhưng mà phải đúng luật, chứ không phải là đá vào chân đối phương hoặc là đá vào chân đồng đội của mình. Mình phải giữ chân cho nhau nha các con nha. Quyết liệt máu lửa nhưng phải đúng luật, ok không, đồng ý không? Và ngày hôm nay thì Minh Phương cũng có lời khen cho ba vị đội trưởng của chúng ta. Rõ ràng là sự máu lửa của các cháu ở trên sân thì cộng theo với sự máu lửa của ba đội trưởng thì làm cho trận đấu càng trở nên kịch tính hơn. Cảm ơn những chia sẻ của huấn luyện viên trưởng Minh Phương. Như vậy là chiến thắng chung cuộc ngày hôm nay đã thuộc về đội màu xanh dương, đội của đội trưởng Mâu Thủy. Và mỗi bạn trong đội màu xanh dương sẽ nhận được thêm 3 điểm thưởng. Và đội về nhì thuộc về đội của đội trưởng ST, đội màu xanh lá cây. Mỗi bạn trong đội màu xanh lá cây sẽ nhận được 1 điểm. Lại một lần nữa xin chia buồn cùng với đội màu cam khi mà chúng ta không may mắn chút xíu thôi, đúng không? Nhưng mà tụi con ngày hôm nay rất cố gắng, trận đấu của tụi con rất hay và cô thừa nhận sự nỗ lực của tụi con ngày hôm nay. Rất tiếc là chúng ta không có nhận được điểm thưởng, nhưng mà hãy cố gắng nhiều hơn nha. Và còn một điều mà cô Sao sẽ thông báo cho tụi con, đó chính là ở trong tuần này thì chúng ta sẽ có một hình phạt nho nhỏ dành cho hai đội thua cuộc. Phục vụ đội thắng cuộc một bữa ăn thật ngon. Rồi, bây giờ đội màu xanh dương chúng ta hãy suy nghĩ ra món ăn gì mà mình thích nha. Sau đó mình sẽ đề nghị cho đội màu xanh lá cây nè và đội màu cam, các con sẽ xuống bếp để có thể nấu món ăn thật ngon cho đội màu xanh dương ăn nha. Bây giờ mình muốn ăn gì nè? Tteokbokki. Trời ơi, sao tụi con chọn mấy món khó quá vậy? Có khi nào làm khó cho mấy bạn? Cho dù mấy bạn làm sao mình cũng ăn, đúng không? Ủng hộ tinh thần mấy bạn là mình chọn tteokbokki nha. Rồi, okay. Chúng ta đã chốt được món ăn. Bây giờ thì xin mời 15 cầu thủ nhí của chúng ta hãy cùng thực hiện món ăn và ăn bữa tối thật ngon nha. Yeah. Lotte hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Chào thầy. Trong những giờ giải lao, các bạn nhỏ cũng tranh thủ gặp huấn luyện viên để có thể nghe nhận xét từ huấn luyện viên với mong muốn được chỉ dẫn và học hỏi nhiều hơn. Điều này rất đáng quý. Các bạn cũng không riêng gì con. Con và các bạn đều thi đấu rất là nhiệt tình, rất là máu lửa. Ha. Rất là ok, không có vấn đề gì hết. Làm sao mà mình giữ chân nè, giữ cẳng nè, khỏe nè, đúng không? Ăn uống ngủ nghỉ ngơi nè, để mình đi tới cuối chương trình luôn. Được chưa? Ok. Rồi còn bạn nào
Dạ con. Con sao? Con đá như thế nào? Con đá, con cảm nhận là con đá như thế nào? Nói thầy nghe coi. Tự động mình bản thân mình thấy rồi mình đá như sao đó? Con đá giống bình thường. Vậy là không có hay mà cũng không có dở luôn hả? Con đá bình thường. Con đá bình thường hả? Dạ. Mình có muốn mình thành hay không? Dạ muốn. Tại sao mình không muốn nói là mình à, con đá hay nhất? Ôi con không dám tự tin. À không tự tin hả? Nhưng mà thầy góp ý với con là một vấn đề nè. Có những tình huống á, mình không cần thiết mình phải lao người vào. Dạ. Mình lủi cái đầu mình vào rất là nguy hiểm. Dạ. Nha. Dạ. Rất rất là nguy hiểm. Dạ. Đó, không cần thiết. Tại vì mình cái thứ nhất là mình thấp bé, mình nhỏ nè. Dạ. Đúng không? Đó, mình không lại các bạn lớn nè. Dạ. Đó, cũng như hoặc là sau này các anh lớn cũng vậy. Dạ. Bóng nào cần thiết thì mình vào bóng, không cần thiết thì ok. Nó không nguy hiểm cho đồng đội của mình, cho cầu môn của mình thì ok, không có vấn đề gì. Nha, nhớ rút kinh nghiệm ở chỗ đó. Nha, không có bóng nào cũng lủi vô người vô, lủi người vô, lỡ hư cái mặt tiền của tôi thì sao? Đúng không? Mặt tiền của tôi đẹp trai mà. Ok không? Dạ. Ok. Dạ. Rồi còn Nam. Dạ thưa thầy, hồi nãy đội con đá như thế nào? À đội con hả? Thì thầy cũng có giống như cái câu hỏi của bạn Kiến ở đây. À, tất cả các bạn các con ai cũng đều cố gắng, ai cũng đều tốt hết. Vấn đề ở đây là thầy sẽ nhìn từng cá nhân một, chứ không thể nào là thầy nhìn riêng một đội nào hết. Để sau đó chúng ta tổng kết lại những người nào xuất sắc nhất sẽ vào cái đội hình tiêu biểu. Và các con phải cố gắng phấn đấu, vừa tập luyện nè, vừa học hỏi nè, hàng ngày và các con tiến bộ, thậm chí tiến bộ trong chương trình này, và có thể về sau các con đam mê cái bộ môn bóng đá này, các con sẽ càng tiến bộ hơn, mình sẽ càng học hỏi nhiều hơn. Và nhớ một điều nha, ăn uống ngủ nghỉ ngơi thật tốt. Dạ. Nếu mà bạn nào nhỏ nè, cố gắng là ăn uống ngủ nghỉ nhiều vô. À, ok không? Còn nếu mà bạn nào tròn quá thì sao? Không phải, không phải vấn đề là giảm, mà ăn đủ chất dinh dưỡng. À, ăn rau, uống sữa, nhớ uống sữa nha. Dạ. Nhớ uống sữa nhiều vô, dạ. Nó tốt cho cái nền tảng thể lực để mình chuẩn bị cho những buổi tập và những trận đấu sắp tới. Ok chưa? Ok. Về cái coi. 1, 2, 3. Yeah. Yeah. Trời ơi, ai hô, ai hô? 1, 2, 3. Yeah. Đòi ăn cái gì khó quá đi à. Bây giờ phải đi tìm người mua đây nè. Anh. Qua đây em nói chuyện cái. Mượn đội trưởng chút nha. Tí nữa chú nói chuyện với tụi con. Sao? Bây giờ phải tìm chỗ để mua nguyên liệu đúng không? Ừ. Em có biết chỗ nào không? Tại vì mấy cái đồ Hàn Quốc này thì anh không có rành lắm. Em nghĩ thì hôm trước mình có mua ở siêu thị đó. Siêu thị. Ừ, thì bây giờ mình cứ mua cho nó đi ha. Mình mua đợt trước mà giao cực nhanh ấy. Bây giờ em có đây nè. Trời ơi. Rồi. Thử. Bây giờ bút tới coi thử người ta giao có tới để nấu kịp cho tụi nó ăn hay không. Rồi, có rồi nè. Rồi. Okay. Rồi, chọn. Cải nè, toki nè. Tương. Ok. Trứng gà. Ok. Rồi, rồi xong chưa? Ok. Đợi chút nha. Người ta gọi tới rồi nè. Alo. Dạ, em đến theo địa chỉ giao hàng của mình rồi ạ. Mình ra nhận hàng giúp em nhé. Trời ơi, em đi như siêu nhân luôn á. Rồi, để anh ra nhận liền. Lúc nào cũng tới nhanh hơn dự kiến. Vậy thì bây giờ nhờ các bé ra nhận đúng không? Đúng rồi, để em nhờ các bé ra nhận luôn. Đi. Mấy đứa ơi, đi ra nhận hàng. Đội xanh lá đâu rồi? Đi thôi. Hello anh. Dạ, con chào. Dạ, chú. Chào anh. Chào con. Dạ. Em bên giao hàng cho mình. Dạ, ok, ơn. Em cảm ơn. Nhanh quá ta. Rồi, em cảm ơn anh nhiều nha. Rồi, em cảm ơn. Dạ. Chào con. Đây. Rồi, để đây. Rồi. Nè, đó, quá trời đồ luôn nè. Các bạn biết này là cái gì không? Rong biển. Yes. Đây, tương. Tương ớt, tương cà. Vậy thì bây giờ chúng ta đi nấu ăn đi ha.
Ok. Rồi mấy bạn cầm đi nấu ăn thôi. Cầm nè, cầm đồ đi nè. Nè, cầm đi. Đi. Đi thôi. Ok. Hy vọng là tay nghề của đội trưởng Ali và đội trưởng ST sẽ nấu thật ngon để các cầu thủ đội Xanh Dương có một bữa ăn thật hoành tráng và ngon miệng. Ồ, món này nhìn vậy thôi chứ nấu không dễ đâu nhá. Không biết là hai đội trưởng của chúng ta có ổn không nữa ta. Sao mà món này toàn màu đỏ thế nhở? Các bạn cầu thủ nhí có dặn đội trưởng là đừng nấu cay quá không thể? Wow, đội trưởng Ali cứ như đầu bếp thực thụ ấy. Đội trưởng ST Sơn Thạch càng làm thì nhìn món ăn càng hấp dẫn hơn. Các bạn cầu thủ nhí thân mến, các cụ ngày xưa có câu của một đồng công một nén. Chúc các bạn có một bữa ăn thật ngon nhé. Rồi. Sao mấy con ăn ngon mấy con? Rồi, cảm ơn chú ST, chú Ali đi nè. Đây, đây, đây chú lấy cho. Con cảm ơn hả? Dạ, đủ con cảm ơn. Hai chú. Nhìn các bạn cầu thủ nhí ăn uống rất ngon miệng, vui vẻ. Chắc là các đội trưởng cũng hạnh phúc lắm đấy. Khi mà những món ăn được các bạn cầu thủ nhí thưởng thức một cách ngon lành. Khép lại, đã có những niềm vui và những giọt mồ hôi khi các bé luyện tập vô cùng chăm chỉ. Hy vọng rằng tuần sau chúng ta sẽ nhìn thấy sự tiến bộ của các cầu thủ nhí. Quý vị khán giả hãy nhớ đón xem chương trình Cầu Thủ Nhí 2021 vào lúc 15:10 thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV3. Chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện, phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Xin chào và hẹn gặp lại. Quý vị và các bạn thân mến, sau những giây phút tập luyện căng thẳng và thưởng thức món ăn ngon, các bạn cầu thủ nhí đã được học thêm nhiều kỹ thuật trên sân cỏ cũng như sự gắn kết tình cảm với nhau. Hy vọng là tuần sau, các bạn cầu thủ nhí của chúng ta sẽ có thể phát huy hết khả năng của mình để chinh phục huấn luyện viên Minh Vương. Sau đó, có mặt trong trận đấu quan trọng sắp tới. Mời các bạn cùng đón xem những khoảnh khắc ấn tượng vào tuần sau nha!